giống như em muốn tươi nó sống thôi. Nói chung em cũng mê trai quá. Người gật đầu luôn. Dạ, thế là được em chơi lớn luôn. Em nói xạo gia đình là con đi chơi với nhóm bạn, với nhóm bạn thân con. Dạ, thì hôm đó thì em có nghỉ một đêm tại một khách sạn ở Vũng Tàu. Ở khách sạn nhưng mà là lấy mấy phòng? Dạ, thì tụi em lúc đó cũng là sinh viên mà, cho nên là cũng tiết kiệm. Thay có một phòng thôi. Mà tiếc là cái phòng đó nó chỉ có một giường thôi. À. Lên cái rốt cuộc là có hai vợ chồng mà đêm đó là có hai vợ chồng ở Đà Lạt thôi. Rồi đêm là đó cũng ngủ đâu lên nữa à? Đêm đó là sao? Đêm đó thì đã bật đèn xanh rồi mà nên mình phải tiến tới thôi chứ làm sao mà đâu là không có đâu lưng mà đâu mặt. Dạ chính vì đâu mặt nên là đêm đó mới có chuyện xảy ra. Trời ơi. Trời ơi. Thôi chào hai em, mà hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Đình Đôn, năm nay em 30 tuổi. Em thì quê gốc ở Bình Dương nhưng mà hiện tại em đang sống tại Mỹ. Dạ em đang làm freelancer và cùng với vợ em, hai vợ chồng đồng nghiệp. Em đi Mỹ lâu chưa? Dạ em đi cũng mới 2 năm thôi ạ. 2 năm. Dạ. Hai con em. Dạ vâng, em chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận và cùng với tất cả quý vị khán giả. Thì em tên là Trần Thị Hoa, năm nay em 28 tuổi và em cũng là freelancer chung nghề nghiệp với chồng em luôn. Em thì là quê gốc thì ở Thái Bình mà hiện tại thì em đang sinh sống ở Bình Dương cùng với ba mẹ chồng. Dạ. Lần đầu tiên các em gặp nhau là như thế nào và ấn tượng của các em về nhau là ra sao? Dạ, vâng, lần đầu tiên tụi em gặp nhau là vào ngày 25 tháng 4 năm 2011 tại trường trung học phổ thông Phú Nhuận. Sở dĩ là có thể nhớ được cái ngày tháng rõ ràng như vậy với địa điểm rõ ràng tại vì đó là nằm trong một cái chương trình quan sát của câu lạc bộ Thiên Văn thành phố Hồ Chí Minh. Thì tụi em có tham dự và anh Đôn là thành viên của ban tổ chức, còn em thì là người đăng ký tham gia. Cái chương trình quan sát Thiên Văn đó thì nó gồm hai phần anh chị. Phần đầu tiên là phần lý thuyết và phần thứ hai là phần quan sát thực tế ngoài sân trường. Thì em gặp vợ em lần đầu là lúc mà vợ em đang đứng lấp ló ở bên cái cửa. Thì em thấy cái cô này dễ thương quá, giống như là cái hình ảnh mà em tưởng tượng ra về cái hình mẫu của em á. Em rất là thích bài Giáo đường im bóng. Trong đó có câu là nơi giáo đường im bóng tôi thầm mong ngóng, đắm đuối trong làn tóc mắt nàng huyền mơ. Đó thì em thấy cái cô này giống như là em tưởng tượng vậy nên là em mới mong em tiến tới gần và em làm quen bằng cách là em ga lăng em mời vợ em vào trong hội trường để ngồi. Còn em thì đến bao lâu thì em mới gặp ảnh? Dạ thì qua cái phần lý thuyết rồi thì đến phần quan sát ở ngoài sân trường thì em lại đúng vô cái hàng mà quan sát mà ảnh hướng dẫn cái kính thiên văn đó. Thì lúc đó là 9 giờ rồi. Tại vì gia đình em thì rất là khó. Thường là con gái là phải về có giờ giới nghiêm là 9 giờ, tối đa là 10 giờ phải có mặt nhà rồi. Thì em phải tính toán làm sao mình có thể đứng ở đó mình quan sát được thêm chút xíu nữa rồi mình mới về. Lúc đó thì em đang đứng ở cái kính thiên văn đó và em đang quan sát cái sao thổ luôn. Đó là cái hành tinh đẹp nhất trong Thái Dương hệ. Thì em bảo đảm luôn là nếu mà vợ em lần đầu nhìn thấy sao thổ là sẽ kết liền bởi vì nó rất là đẹp. Nên là em rất là tự tin khi mà vợ em đến thì em nói về bầu trời, nói về cái kiến thức thiên văn để cho cô này có chú ý gì tới mình hay không. Mục tiêu của em là em xin liên lạc bởi vì em sợ nếu mà cô này về mà em không có liên lạc hết bởi vì Hoa là thành viên gọi là không có thường xuyên tới tham gia tình cờ thôi. Nhưng mà nói quá trời nói nhưng mà cuối cùng vẫn là cái mục đích là muốn xin cái nick của cổ thôi. Dạ, đúng không? Xin nick diễn đàn thôi, em là chủ động không có xin số điện thoại. Bây giờ em nghĩ nếu mà xin số điện thoại thì mình có hơi sổ sàng quá không? Nhưng với lại em là admin của diễn đàn đó nên là nếu em có nick diễn đàn thì chắc chắn em sẽ biết được tất cả các thông tin email, số điện thoại em có hết. Và sau khi có nick rồi thì chắc chắn là phải có những cái buổi giao lưu sau đó đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thì lúc đầu gặp em cũng chưa có ấn tượng gì mấy đâu, nhưng mà đến cái lần thứ hai gặp mặt á thì ở trong ở cái quán cà phê mọi người đang họp như thế này thì em ngồi phía này thì anh ngồi phía đối diện vậy thì anh nhìn riết luôn nhìn chằm chằm vậy nè giống như là muốn tươi nước sống. Dạ, cái em mắc cỡ đỏ mặt hết trơn luôn à, đến nỗi mà cái chị kế bên á chị nói với em là ủa em với Đôn lại là quen nhau hay sao. Cái em nói không phải, em mới gặp lần thứ hai à. Lý do gì mà cái lần thứ nhì thôi mà em nhìn những món ăn tươi nuốt sống người ta vậy? Dạ bởi vì thật sự á em muốn nhìn như vậy để Hoa chú ý đến mình, tức là em muốn thay lời nói, em tạo điểm nhấn đúng không? Dạ đúng rồi, chiêu thức hết em ơi. Thiên văn ủng hộ lắm chứ, cho lạ lùng. Rồi sau khi mà nhìn như vậy rồi sau đó là tới cái gì nữa? Dạ khoảng một năm sau thì vào ngày 14, đúng cái dịp 14 tháng 2 năm 2012 luôn. Là sau Tết á, thì thường nhà em cũng khó là xin đi chơi thì không có cho đi với lại người lạ đâu. Nhưng mà cái đợt này, cái anh này anh rủ vậy, em cũng, nói chung em cũng mê trai quá. Lên gật đầu luôn. Dạ, đây là đợt đó em chơi lớn luôn. Em nói xạo gia đình là con đi chơi với nhóm bạn, với nhóm bạn thân con. Hôm đó đi Vũng Tàu chơi thì chiều hôm đó là chị em đi ngắm hoàng hôn ở biển Vũng Tàu.
Tại vì đó là dịp 14 tháng 2 mà nên người ta có đi bán dạo hoa đó. Người ta mời anh Đô mua hoa. Cái xong rồi em ngồi cái bên em cũng nhấm nhấm là nếu mà anh này mà anh mua hoa mà anh tỏ tình với mình á chắc là mình cũng chịu á. Nhưng mà đợi hoa luôn mà ổng không chịu mua. Ngắm ngắm hàng hôn thì sắp lặn tới nơi rồi. Thế ảnh cứ ngồi bên cạnh xong ảnh bắt đầu lân lân gần gần gần. Cái ảnh định hôn nhà má. Cái em cũng thấy là có vẻ dấu hiệu rồi, cái em né ngại quá. Sau là cái thôi hai đứa đi ăn rồi đi về luôn. Đi về đâu? Có không có nói. Đi về Sài Gòn lại hay là đi về đâu? Dạ thì hôm đó thì em có nghỉ một đêm tại một khách sạn ở Vũng Tàu. Ở khách sạn nhưng mà là lấy mấy phòng? Tại vì cái ngày đó là cái ngày full phòng hết trơn à thưa quý vị, đúng không nào? Dạ đúng đó. Rồi có lấy phòng dễ không? Dạ thì tụi em lúc đó cũng còn sinh viên mà, cho nên là cũng tiết kiệm thuê có một phòng thôi. Mà tiếc là cái phòng đó nó chỉ có một giường thôi. À rồi, chuyện gì đến cũng phải đến phải không? Dạ nhưng mà chưa, cái đêm hôm đó đó là tuy là hai đứa ngủ chung giường nhưng mà em thì ngủ quay qua vậy nè, sau đó Hoa ngủ quay qua bên kia và đêm đó không có chuyện gì xảy ra hết. Cái giường đó là giường mé 6 nhưng mà hai đứa là mé mé hai bên nè, xém lọt giường luôn. Thật ra trong lòng em á thì em cũng rất là muốn, nhưng mà em vẫn muốn giữ cái hình ảnh ban đầu mà em nhìn Hoa. Với lại em đã chú ý đến ai á thì em suy nghĩ về chuyện tương lai nên là em không muốn phá vỡ cái hình ảnh đó. Sau cái chuyến đi Vũng Tàu đó rồi thì hai đứa có những cái chuyến đi riêng gì tiếp theo nữa không? Dạ tiếp theo thì tụi em đi Đà Lạt ạ. Toàn đi những nơi lãng mạn không? Dạ vâng. Đi Đà Lạt thì cuối năm đó thì anh Đôn có rủ một nhóm bạn nữa, thì em thấy là đi cùng với nhóm bạn thì chắc là cũng có chuyện gì đâu, tại nhóm bạn chung mới cũng thân lắm. Nhưng mà không có ngờ rằng là đi lên rồi mới biết là anh nói là nhóm bạn kia là bận rồi tối đi sau, bây giờ hồi sáng là tụi mình đi trước lên Đà Lạt chơi trước đã. Lên cái rốt cục là có hai vợ chồng, mà đêm đó là có hai vợ chồng ở Đà Lạt thôi. Rồi như là đó, cũng ngủ đau lưng nữa à? Đêm đó sao? Đêm đó thì đã bật đèn xanh rồi mà nên mình phải tiến tới thôi chứ làm sao mà đau là lưng không được. Có đau lưng mà đau mặt đúng không? Dạ chính vì đau mặt nên là đêm đó mới có chuyện xảy ra. Thôi chuyện gì? Nói chung là tại vì Đà Lạt cũng lạnh quá nên là cũng phải cần sưởi ấm cho nhau. Cái cảm xúc của em lần đầu như thế nào? Dạ cảm xúc của em lần đầu thì đúng rồi, lần đầu nó khi mà mình yêu thì mình thấy cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng màu hồng hết. Cái là sau đêm hôm đó nha, buổi sáng hôm sau tụi em đã chụp rất là nhiều bức ảnh, tụi em chụp như điên vậy, chụp hai đứa cái gì cũng chụp hết trơn á, và lúc em thấy hoa đẹp vô cùng. Em thấy cái gì cũng đẹp, cũng tươi cái đó. Nhưng mà đẹp nhất là hoa. Hoa đẹp nhất trong loài hoa hả? Bao lâu thì em mới cầu hôn cô gái này? Thì đến năm 2016, mà cầu hôn đó thì nó cũng gắn liền với một chuyến đi của hai đứa luôn. Chuyến lúc đi đó, nữa? Dạ, đúng rồi. Lúc đó thì hai đứa đi leo núi Virup ở Đà Lạt. Thì trước cái chuyến đó thì em không có nghĩ là em sẽ cầu hôn hoa. Nhưng mà sau bắt đầu vào chuyến rồi thì em mới có dự định là sẽ cầu hôn hoa ở trên núi cho nó lãng mạn. Thì khi mà cả đoàn em đi ngang một cái gốc cây cổ thụ, gốc cây bơ mu. Cái gốc cây đó là nghe cái anh dẫn đoàn nói là 1.300 năm tuổi. Thì em thấy đây là một cái điểm quá thích hợp để mà mình cầu hôn hoa cho nó ấn tượng. Nhưng mà trước đó là em không có chuẩn bị đến cả nhẫn cỏ em còn không có nữa mà. Nên là em mới tìm cách là em mượn cái nhẫn của một cái chị trong đoàn, mà chị cho em mượn cái nhẫn đó. Và em mới quỳ xuống em cầu hôn hoa. Thực sự em cũng không nghĩ là anh sẽ cầu hôn đâu, tại vì cái gì gia đình cũng đã sắp xếp hết rồi. Cái lúc đó anh quỳ xuống để anh đưa cái nhẫn vào tay rồi em gật đầu đồng ý thôi, chứ cả hai đều không nói là cái ngầm gì hiểu hết. Luôn á. Dạ. Là coi như là cưới tôi đi đó. Dạ. Không lặng nữa hả? Dạ. Bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Dạ tụi em yêu là 6 năm 4 tháng. Ồ, cho đến ngày cưới. Xong rồi gia đình em là đi định cư bên kia. Dạ. Là tới bây giờ vợ đang ở với mẹ chồng mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, tại vì ba mẹ em thì cũng đi đi về về. À vậy hả? Đợt đó là sắp xếp là anh đi Mỹ tới 3 tháng trời lận. Thì trước đó tụi em chưa bao giờ mà trong quá trình 6 năm yêu nhau chưa bao giờ mà xa nhau có khoảng thời gian lâu như vậy. Mà đúng lúc đó thì em lại có bầu nữa. Mà em thì ngán vô cùng luôn. Thì lúc đó cứ vừa sức khỏe yếu rồi xong lại nhớ chồng nữa, cho nên là khóc. Đáng lẽ là mẹ bầu thì phải là vui vẻ, nhưng mà thực sự là mình không thể giữ được cái tâm trạng của mình. Lúc đó là suốt ngày là khóc thôi. Thực ra vậy nè, cái khóc vì thương nhớ nó khác với khóc vì đau khổ. Dạ. Cái khóc thương nhớ là thường cái đứa con nó giống ba lắm. Dạ. Còn cái khóc vì đau khổ lại khác nữa nha. Dạ, nhưng mà thực sự là bé rất là giống ba đó. Khóc vì thương nhớ đó. Tại vì khóc vì thương nhớ mà lúc nào nghĩ tới chồng lúc nào ẩn hiện cái khuôn mặt của chồng trong đầu. Dạ. Anh đã giống ba. Dạ. Suốt 3 tháng đầu là khóc như vậy xong là, nhưng mà em khóc em cũng không có giữ mình đâu. Là suốt ngày là gửi hình khóc cho ổng thôi.
Và lúc đó em sao? Ăn gì ói ra là cũng phải chụp cho anh. Lúc đó thì vô cùng nóng ruột luôn anh. Lúc đó là em nhận được những tin nhắn của Hoa, cái gì cũng than hoặc là thấy hình, gửi hình qua toàn là khóc, không nên là rất là nóng ruột, mong muốn về ngay. Bây giờ vẫn yêu xa mà. Dạ có, thì sắp tới anh cũng phải qua Mỹ, cái khoảng thời gian qua xa thì rất khó khăn. Đó, chưa gì ngồi đây là nghĩ đến cái chuyện là sắp phải xa chồng rồi khóc nữa. Mà em xin lỗi ạ. Nói chung là cái khoảng thời gian xa nhau thì cũng rất là khó khăn, bởi vì như lúc mà có bầu thèm cái gì đó thì cũng không có thể nhờ đòi ảnh là được. Thì lúc đó cảm giác của mình thực sự rất là hững, nên rất là tủi thân. Vậy là bây giờ lấy nhau được mấy năm rồi ta? Bây giờ lấy nhau được gần 2 năm rồi. 2 năm rồi mà tụi em sống gần nhau được bao lâu? Dạ, tính ra thì thời gian sống chắc cũng khoảng nửa số thời gian đó. Là được 1 năm. Một năm. Dạ. Như vậy thì có tìm được thói hư tật xấu của nhau lòi ra sau hôn nhân không? Dạ. Cho dù là có yêu xa thì vẫn phải nói về tật xấu của nhau. Thôi đó. Bây giờ ưu tiên cho người ở xa trước đi. Dạ. Nha. Sao Đôn? Dạ thì trước khi cưới thì hình mẫu của vợ em rất là đẹp, giống như là cái cô bé mà em đã nói vậy đó. Nhưng mà sau đó thì em mới phát hiện ra là vợ em rất là nóng tính và rất là nóng nước. Em nóng là nóng vội á chị. Tức là muốn làm chuyện gì là làm liền chứ không có sự chuẩn bị. Còn em thì em trước khi làm vậy đó em chuẩn bị nhiều. Rồi ngoài cái hấp tấp với lại cái nóng tính ra thì còn cái tật xấu gì nữa không? Chắc là em ít tật xấu hơn anh hả? Nhưng mà sao bây giờ Đôn còn không? Em thì hết rồi. Hết rồi không? Rồi tới em đó Hoa. Dạ, tật xấu thì anh nó toàn là tật xấu lạch vạch thôi. Những cái việc như là anh hay xả rác lung tung nhà, ví dụ như rác tay nọ hay vứt lung tung. Xong là chuyện tính vậy là đi vệ sinh á, thường là có cái bàn ngồi mà anh không bao giờ mà anh nhấc lên hết á. Toàn là lắc ra xung quanh không mà. Dạ, không phải đó, ẩu tả. Dạ, còn anh biết em rất là sợ ma. Em sợ ma kinh khủng luôn. Mà anh khoái nghe chuyện ma. Em nói là em không bao giờ nghe, em không bao giờ coi phim ma. Sao mà kể lại? Tại em sợ lắm. Dạ thì anh sẽ kể lại cho em cái câu chuyện nào hay là anh kể cho em chuyện ma này hay lắm. Thế là em nghe thôi là em sợ, đêm là cứ đi vệ sinh là phải đánh thức ảnh dậy đi cùng. Không kể gì để cho em ơ mộng đó. Dạ. Chắc cái này cũng chiêu quá. Biết, như là biết vợ sợ ma mà vẫn. Dạ đúng vẫn rồi, kể. Đó là cái chiêu thôi. Mỗi lần mà em kể chuyện ma là sau đó viên ngày hôm đó là Hoa bám em liên tục. Đó đấy chưa? Đó. Cái đó cũng không phải xấu em. Không ơi. Phải là xấu, cái đó là cái thú vị. Cái ý. Rồi em mong muốn anh thay đổi cái gì? Cái mong muốn duy nhất là em mong muốn anh nhanh nhạy, lanh lẹ hơn. Vậy thôi ạ. Thế còn Đôn mong muốn Hoa thay đổi em, gì? Em thì Hoa cái gì cũng kỹ càng, đừng có nóng vội quá, đừng có dễ cáu giận. Dạ. Là em hài lòng. Thôi bây giờ tụi em là chị chỉ mong tụi em mau mau đoàn viên, hiểu không? Để cuộc sống hạnh phúc hơn. Chúc cho hai em luôn luôn vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc như thế này. Dạ, và vâng. Yêu thương nhau trọn vẹn. Vâng, em cảm ơn anh chị. Tôi là Trần Đăng Khoa, năm nay 32 tuổi, sống và làm việc ở tại Cần Thơ chị. Và đây là vợ của em. Dạ, em thì là Ngô Thị Hồng Nhung, năm nay em 30 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên văn phòng, em cũng đến từ Cần Thơ. Như vậy là các bạn từ Cần Thơ lên đây để tham gia chương trình với chúng tôi. Dạ. Wow, trời ơi. Quá rất đáng quý mà em chị. Trời, quá là xúc động. Mời hai vậy thì hai em bạn hãy nói cho Thuận và chị Vân biết là hai bạn quen nhau từ khi nào? Dạ, em với ảnh thì biết nhau hồi cấp 2 lận. Em học lớp 7, còn ảnh thì học lớp 9. Mà tụi em thì học chung một cái phòng học với nhau. Em học buổi chiều, còn anh học buổi sáng, ngồi ngay một bàn luôn. Thì có một lần á, em với lại hai người bạn cùng bàn mới phát hiện là ba cái anh học buổi sáng á viết chữ lên bàn để quay bài. Thì tụi em mới gửi một cái tối hậu thư ghi là nếu như tụi anh không xó thì tụi em sẽ mét cô. Qua hôm sau em nhận được một cái lá thư cũng từ học bàn, nhưng mà cái nội dung là muốn nhận làm em kết nghĩa. Quynh mùi đó, quynh mùi đó. Chị với anh Thuận biết tại sao mà phải làm em kết nghĩa không? Ba anh em ngồi bàn không được rồi, cái này quay bài bị phát hiện rồi, thế nào cũng bị mét cô. Thôi giờ nghĩ cách sao mới được. Cái loại đó là thôi nhận làm nên kết nghĩa thì dù gì anh em cũng không mét. Biết đâu lần sau quay bài còn được nữa thì sao? Đâu biết được, không có tốn vài ly chè thôi. Thế là em mới còn bức tâm thư cũng quyết liệt lắm, gửi cho bạn ở dưới để làm em kết nghĩa. Lúc mà em nhận được cái lá thư đó đó thì em có đồng ý không? Dạ có. Em thì cũng rất là ngạc nhiên, sau mấy anh này trả lời lại nói là nhận em kết nghĩa là tán lờ cái chuyện kia. Nhưng mà tại vì tụi em lúc đó lớp 7 mà cũng đang trong cái tuổi mà muốn kết bạn bè thêm anh em khoái, cho nên nhận. Mà lúc đó thì em chỉ chơi thân với hai anh kia à. Dạ, em không có chơi thân với chồng của em giờ. Tại lúc đó là ảnh vừa cao,
dớm mà đeo thêm cặp kính cận nó nhìn xấu quá à. Em không có thấy dẫn có gì hấp dẫn em chứ. Cơ duyên nào mà khiến cho hai bạn yêu nhau? À, lúc đó thì tại kết nghĩa là mình gọi là chơi chiêu kết nghĩa thôi mà mình cũng không để ý lắm, nhưng mà vẫn liên lạc với hai người bạn cũ. Cái em bận được thời gian em lên thành phố Hồ Chí Minh này em học, thì em học đại học á, em học đại học và 4 năm trời sau quay về mới gặp lại cô bé này. Tự nhiên thấy trời sao giờ cô bé này dễ thương quá, coi như là trổ giò rồi ha, khác xưa quá. Nhưng mà qua điều tra tình hình thì em thấy chết, cô ấy có người yêu rồi. Giờ sao giờ em mới moi đủ mọi kế sách nữa, thôi không bằng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì tốt nhất là mình tận dụng mối quan hệ là anh em kết nghĩa nè chị, để mà gần gũi cô ấy, để hiểu cô ấy với cái đối thủ ngầm ngầm kia của mình là ai. Thì cũng trời xui đức khiến sao cô ấy cũng tin tưởng mình như ngày xưa. Thì mọi chuyện vui buồn giận hờn vậy đó kể em nghe hết, các em vô tình trở thành quân sư tình yêu. Tình yêu quân sư là coi như là tan đàn xẻ nghé rồi đó, rồi bây giờ dính vô quân sư đó. Thật ra thì đến bây giờ em biết cái ý đồ của ảnh, tại vì em thấy mỗi lần mà em có chuyện buồn với bạn trai á là em kể cho ảnh nghe, ảnh toàn bằng ra không. Đúng không vậy? Ví dụ như em không có nói nhiều đâu, ví dụ em nói thôi mà mới mà chưa hiểu nhau mà, nhưng mà phải sửa mới được, nhưng mà nó muộn sửa không được đâu. Đâu mới sửa được. Được đâu. Với lại lúc đó là ảnh cũng hay đăng những cái bài thơ á, tại tính em thì thích lãng mạn. Cái ảnh cũng không nói gì, không có ghi là tặng Nhung, nhưng mà cứ đăng khơi khơi vậy đó. Mà những cái bài thơ mà ảnh đăng tặng em là em đọc là em biết là cho mình không à. Đăng ở trên một cái trang diễn cá nhân á. Em còn nhớ một trong những bài thơ lãng mạn mà em viết mà trong đó nó có ẩn ý để mà tặng cho vợ mình không? Cái này chắc vợ nhớ nhiều hơn em. Thôi để vợ kể rồi vợ đọc đi. À, lúc đó ảnh vừa từ thành phố trở về thì ảnh mới đăng là về thăm lại phố cũ, thăm lại cổng trường xưa, ngập ngừng không dám hỏi, ta là khách mất rồi. Dạ. Mà tại sao cái câu thơ hay như vậy mà của mình mà mình không nhớ là lý do gì? Đừng có nói là đạo thơ của ai nha. Hay là thấy cái bài đó nó hay quá rồi lấy ra tặng cho cô ấy. Thì lúc đó em mới nói là trời, sao có ông gì đâu mà ông tâm lý như vậy. Rồi quan tâm hiểu em, chia sẻ với em lúc nào em buồn là có ảnh xuất hiện à. Em mới nghĩ là chắc trên đời này không còn ai hiểu mình mà quan tâm mình, mà lãng mạn với mình giống như vậy chứ. Tại vì thực ra cũng mới chia tay đối tượng kia mà, đúng không? Dạ. Lúc đó là giờ em yếu nhất, mà trong quân pháp lúc địch yếu nhất là quýnh liền. Không phải là quân liền yếu hết liền. Để... Mà chắc chắn là tấn công. Thật ra thì khi quen nhau mới biết là anh không có lãng mạn chị. Thay vì dắt em đi chỗ dành cho tình nhân thì anh dắt em toàn là đi uống trà cung đình không à. Dạ em chơi cờ tướng. Trời ơi. Rồi bàn với em chuyện Nam Quốc diễn nghĩa. Em phát hiện ra trời thì ra lòng em không có hề lãng mạn như mình nghĩ. Và quan trọng hơn là những cái bài thơ mà hồi trước anh viết cho em á, đúng như chị nói là anh chôm của mẹ không à. Trời, chôm của mẹ em hay là chôm của mẹ của em? Mẹ dở dang làm thơ gì lắm em chôm. Tại sao những cái bài hay như vậy mà bài của mình mà lại không nhớ là sao? Sao này biết chắc là có lẽ là có giận không? À, dạ không có giận lắm, nhưng mà nghĩ là đó mình sao mình dễ bị dụ dữ vậy. Đọc thơ mà không tưởng tượng cho một người khô khan vậy sao viết được thơ. Cũng dễ thương ha. Rồi sau đó thì đám cưới. Dạ, tụi em yêu nhau được 1.5 năm thì quyết định kết hôn. Rồi sau khi cưới nhau về có những cái chuyện vui gì không? Dạ có chứ. Dạ có chứ. À. Sống với nhau thời gian thì em phát hiện ra là anh cực kỳ nhát gan. À, hãy mà ở trong xóm hay đâu có chuyện gây gỗ là anh là người chạy đầu tiên. Có một lần hai chồng đang đám cưới thì hai chồng đang ngồi ăn nghe cái quạt nó bị kêu. Thì nó kêu cái tự nhiên còn đang chưa hiểu chuyện gì xe hết thì nhìn ra đường thì anh ra ngoài rồi. Dạ. Thì nghĩ là cái quạt kêu ghê lắm. Cái quạt kêu ghê lắm, bọn nó kêu cành ghê lắm. Nhưng mà em có tiêu chí của em là thôi, kệ ai nó nói nhát sống dài. Tiêu chí sống đó. Tiêu chí nhát sống dài. Nhát sống dài. Chứ gửi có chuyện gì xu cho mình thì sao chị? Thôi đứng ngoài nhìn vô cho chắc. Ngoài chuyện nhát em còn phát hiện ra là anh làm biến. Dạ. Dạ làm biến lắm. Tại vì sống với nhau không biết làm biến. Chứ hồi xưa là xiên đưa em đi đó, bây giờ thì làm biến. Ví dụ như em nhờ ảnh á làm ra muốn là phải lặt cho kỹ. Đưa cho ảnh là ảnh cứ sắp nó lên. Cắt 3 nhát trong 30 giây là xong. Rất là đơn giản. Nói chung là làm cái gì cũng nghĩ ra làm cho nó nhanh. Xong rồi nghỉ ngơi. Vậy á. Dạ. Mà sao vậy? Tại trước sau mình cũng ăn phải không chị? Ăn khúc đầu, khúc giữa, khúc đuôi. Bây giờ mình lặt thì cũng vậy thôi đúng không? Sao thôi giờ mình để nó lên đó mình xối nước cái mình chặt nó. Bỏ lỗ. Xong xào đơn giản quá. Sau khi cưới về thấy vợ mình á, có gì không? Vợ em ơi, xưa em thương Hồng Kông quá. Anh không tưởng tượng đâu là vừa về nhà là bật tivi lên là bật đúng phim Hồng Kông từ sáng tới chiều. Hoặc là lên mạng gì coi đó.
mà em không đổi kênh gì được hết trơn á. Mà mỗi lần em thấy gình gình á, vợ em đưa làm chuyện cái em đổi kênh. Vợ em nói sao anh đổi kênh của em, cái nói em đâu có coi đâu, để anh coi đi. Không cần coi, em nghe được rồi. Em không cần coi, em tranh thủ em làm chuyện khác. Tức là nghe cái lòng tiếng của mình đó phải không, để hiểu nội dung câu chuyện thôi. Dạ đúng. Trong khi á, anh toàn thích xem phim cấp ba. Trời ơi. Dạ không phải. Sao vậy? Why lý do từ vậy? Từ để hỏi xem như thế nào đã. Em cũng là đàn ông mà. Cái dạng phim mà nhảy nhót nhí nhố anh chị, phim mà tôi tin á. Trời ơi, cái đó là phim dành cho những em học sinh cấp 3. Trời ơi, tôi tưởng là phim cấp 3 kia. Đó, thấy chưa, chị nói cái đầu óc này là dễ sợ, rụng hết tóc là lý do đó đó. Ai biết, tại tiếng Việt mình phong phú quá. Dạ, mà em thì em thấy là phim nó đâu có gì hay. Câu nhức đầu nè, mà không có mang tính chất gia đình gì hết á. Có nghĩa là bây giờ á, chồng vẫn thích cái sở thích coi phim của các bạn học sinh cấp 3 tuổi teen. Còn vợ thì vẫn thích xem phim Hồng Kông. Nghe Hồng Kông. Rồi... có mâu thuẫn không? Thật ra coi phim Hồng Kông thôi em cũng không nói đi, nhưng mà coi xong rồi so sánh chị, trong phim ta lãng mạn quá, anh không lãng mạn gì hết vậy. Cái so sánh hoài có anh suốt cái em bực luôn á. Trời ơi em ơi, trong phim mà phim không có thiệt như ngoài đâu, không có thiệt. Không tin em hỏi cái diễn viên đó là chắc không có đâu. Nhưng mà tại em thấy ngộ lắm, lúc yêu nhau thì khác chị. Yêu nhau á ha, thì lúc nào tối nào cũng dẫn em đi uống trà hết trơn á. Còn từ lúc mà cưới nhau về á là từ uống trà chuyển sang uống rượu. Thấy em á kêu đi đâu thì còn làm biếng, chứ mà vợ bạn của chồng á, bạn của ảnh mà gọi đi uống rượu là đi liền. Thật sự mà nói á, vợ tối ngày coi phim hoài mình không biết tin tức thời sự gì hết trơn á. Em hỏi chỉ với anh thử là đi ra ngoài nhậu với bạn mới nắm được tình hình tin tức thời sự đúng không, mới nói chuyện mới có chuyện để nói chứ. Nên là cảnh rảnh cái bạn alo cái là ra bàn chuyện chính sự, cái gì có lý do hết đó, thấy chưa. Rồi bây giờ làm sao? Em thì em muốn ảnh bớt mê bạn lại một chút. Thì đàn ông cũng đi nhậu được, nhưng mà phải gán ở nhà để tiếp em. Nói chung là giữ được cái không khí hơi lãng mạn hồi xưa cũng được. Với lại một cái nữa là ảnh bớt ở dơ. Dạ. Tại vì... gì vậy mà ở dơ hả? Không có tin à? Dạ. Tại vì ảnh á là giống như là có một cái điều là nói chung là nó không có hay vậy. Là ảnh có thể mặc một cái quần mà cả tuần không giặt. Tại vì ảnh có một cái quan niệm rất là đơn giản là ngửi mà không có hôi, thấy mà không có dơ là mất tiếp. Chị thấy đúng không? Cái là phong cách là người sinh viên thôi, không dơ. Tiết kiệm là quốc sách. Hỏi dơ là sao? Dơ là khi người ta thấy cái quần mình dơ và người ta ngửi thôi là dơ, còn không thôi thì đâu có dơ. Vậy cần gì phải giặt? Tiết kiệm đó. Cái quần đó có dơ hay là như nào chỉ có vợ mình biết thôi, chứ còn người ngoài là không có biết, đúng không? Rồi, thế còn bạn muốn vợ mình có thay đổi gì? Cái chuyện này quan trọng chị. Anh thử với em là con trai thì đàn ông thì chắc nó không có kỹ quá, mà chị ơi, em kỹ lắm chị ơi, kỹ dữ lắm luôn. Trời ơi, cái ga mà chạy thẳng lên em ngồi xuống không được. Dạ bớt kỹ chút. Ủa rồi á, có khi nào mà ở nhà mà hai bạn mà ngồi mà nói chuyện với nhau về những cái mà mong muốn của mình với cái người bạn đời của mình như thế này không? Dạ thật ra nhờ chương trình này em mới ngồi em nhớ lại á. Chứ bình thường nếu mà có giận nhau thôi một hai ngày nó hết thì em nó cứ dồn ở trong đó đó, mình không có rảnh mình moi nó ra, tại vì mỗi ngày đều công việc rồi thêm có con nữa. Dạ thành ra con cái nó chiếm hết thời gian của em mà, rồi cái hai người không có rảnh nói. Khi mà em đăng ký tham gia chương trình này là em phải kéo anh lại ngồi nhớ lại đi vụ gì hay nhớ lại, chứ thật ra là hai người không có thời gian mà ngồi trao đổi với nhau được vậy đâu. Đó thì đó, rõ ràng là hai bạn sau khi có những cái buổi mà ngồi nói chuyện hiểu nhau như thế này thì tự thân các bạn đã thấy được cái nào là cái mình cần phải giảm đi, cái nào là cái mình cần phải tăng lên cho cái cuộc sống hôn nhân của mình nó bền vững, đúng không? Thực ra đây bớt phim một chút xíu thì đây sẽ bớt đi nhậu thôi, là tại vì có thời gian coi thời sự ở nhà, không có lý do gì mà đi nhậu để mà biết tin tức ở ngoài nữa, đúng không? Xin cảm ơn hai bạn. Son nha, mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Em Hoàng Vinh, năm nay 40 tuổi. Vinh 40 tuổi. Dạ. Tuổi gì nè? Tuổi con gì nè? Tuổi con Khỉ. Con Khỉ đúng không? Vậy là nhỏ làm hơn. Nhỏ hơn. Nhỏ em tuổi. Ồ vậy. Trời hộ với không? Tưởng đâu tôi nhỏ ngông không á. Vinh làm nghề gì? Em ở đâu? Hiện tại ở nhà sửa xe. À, mà ở thành phố hay là ở tỉnh? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Quận 2. Quận 2. Sửa xe hơi hay sửa xe máy? Sửa xe máy. Có sửa xe Yamaha không? Novo. Cái gì cũng sợ hả? Rồi vậy mai mốt tôi đưa xe qua sửa nha. Rồi mời vợ Hoàng Vinh. Dạ em là, em xin chào quý vị khán giả và chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em là Trần Thị Phượng, 40 tuổi. Dạ em hiện là làm bếp
cho công ty lì xì bốc. Lì xì bốc? Dạ, lì xì bốc. Lì xì bốc. Ồ, dạ. Vậy nấu ăn chắc dữ lắm đúng không? À, là do cái duyên, cơ duyên và do mấy bạn ở trong đó cũng thương, mến, cho nên là... Hồi đó chắc có lẽ là đang đi trên đường xe hư. Xe hư. Tấp vô quận 2 sửa. Tấp vô quận 2 sửa xe, gặp ông sửa xe có duyên quá, coi như hốt ông luôn. Đúng không? Không. Không, thế chứ. Thôi em đừng có. Thôi bây giờ em làm ông ngủ đi, em đừng có làm ông thầy nữa. Trời ơi, thì không có bao giờ mà trúng hết trơn hết trời á. Rồi bây giờ, thôi bây giờ đừng có để tôi đoán nữa. Bây giờ nói cho Quốc Thuận nghe coi, hai bạn bắt đầu yêu nhau nó như thế nào? Cái thời điểm đó thì là 20 năm trước, năm 2000 đó. Năm Sài Gòn Cô Tiên năm 2000. Thì hai chồng bắt đầu gặp từ năm đó. Rồi bây giờ lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào nè? Lần đầu tiên gặp nhau thì đi lên trên hồi đó thì có mấy cái câu lạc bộ hát với nhau, rồi bia rồi chè rồi đó. Rồi đi rồi mới gặp. Là gặp nhau ở chỗ bia hay là chỗ chè? Dạ bia. Hai người đi chơi bia luôn. Dạ. Ôi ôi vậy đó. Ôi dạ. Rồi sao, bà này là hồi nhỏ trẻ bà đẹp lắm đây nè. Phải em nhìn là em chịu không nổi rồi đúng không? Đúng không Vinh? Dạ, đúng rồi. Đúng không? Đó, Vinh nhìn biết ngay mà, nhìn mà, một cái là đổ liền. Mà đã vậy bà đứng mà thục bia nữa. Đúng rồi. Trời ơi, còn sao chịu nổi trời. Hả? Còn em thì sao? Em gặp anh này em có ấn tượng gì không? Dạ. À, ấn tượng đầu tiên là ông xã em nói: "Phượng, em tên gì?" Dạ, Phượng em tên gì? Dạ, Phượng. Trời ơi, như vậy gì? Là ông đã biết tên bả rồi đúng không? Dạ, ông hề hước lắm. Ông Phượng hề em hước, tên ông gì? Ông phun miếng á. Ừ. Phượng em. Còn tên Vinh gì? Anh tên gì? Và sao lúc đó nó có trả lời đúng không? Em có trả lời không? Anh Vinh này em tên Phượng. À. Em có trả lời, em nói: "Ủa? Hỏi gì kỳ vậy?" À. Dạ, hỏi gì kỳ vậy? À. Dạ. Rồi sao? Nhưng mà em có thích ảnh không? Hay là lúc đó em không ưa hay dạ, như thế nào? Dạ chưa. Chưa có ưa gì hết. Dạ, mà lúc đó tình trạng của em là em có bạn trai chưa Phượng? Dạ em cũng có nhưng mà đã chia tay rồi. Chia tay cũng cả năm rồi. Dạ. Nhưng mà Vinh là gặp Phượng là mê liền đúng không? Thích liền. Dạ không có, em gặp thì em biết, em cũng biết tại vì hồi đó hai vợ chồng cùng ở, nói chung người ở xóm trên người ở xóm dưới á. Nhưng mà là học thì em trước bà xã hàng khóa. Đó cho nên em cũng biết có đi chơi chung nhóm bạn á, thì cũng có biết qua. Nhưng mà là cái này tên Phượng. Dạ. Nhưng mà cái lúc đó là Phượng cũng chơi pizza rồi em cũng chơi pizza, hay là Phượng là làm ở tại cái tiệm pizza đó? Không, em chơi pizza nhưng mà Phượng thì chỉ có lên uống nước ngồi với bạn thôi. Rồi sau đó rồi sao ảnh cua Phượng đúng không? Dạ. Cua rồi sao đâu? Thì hỏi này kia rồi. Sau đó có nghĩa là một thời gian sau đó là ổng cua Phượng sao? Dạ lúc đó thì Vinh đang quen một người cũng tên Phượng luôn. Dạ cũng tên Phượng luôn. Rồi bạn bè mới là nói là con kia cũng Phượng, con này cũng Phượng. Đó rồi mấy bạn bè mới ca là hồi đó hắn đi city mà. Dạ cái bạn bè nói là một chiếc city chở đầy hoa Phượng. Trời ơi. Dạ. Một chiếc city chở đầy hoa Phượng đó. Dạ, đó bạn bè ca vậy đó. Dạ. Nhưng mà lúc đó là Phương vẫn em Vinh. Vinh vẫn quen cái cô Phượng đó. Dạ không, lúc đó thì đã chia tay chưa? Lúc đó thì người đó thì đang có như là đang trong cái tình trạng là chia tay. Hai người đang chia tay đúng không? Nhưng mà chưa có nói ra miệng thôi. Rồi, mà đến khi mà chưa nói ra miệng tức là sao, có nghĩa là hai giống người giống như là ly thân mà chưa ly dị á. Dạ đúng giống rồi đó. Vậy đó đúng không? Dạ lại khá vậy đó. Rồi đến lúc mà khi mà Vinh gặp bé Phượng này á thì bé Phượng kia có biết không? Dạ biết. Biết rồi có làm gì không? Có làm phiền không á? Dạ có làm phiền bà xã thôi chứ không có làm phiền em. Sao? Phượng đã nói là Vinh là quen tôi. Nếu mà ấy là tôi sẽ đánh, tôi sẽ này kia kia nọ vậy đó. Mà nói sao, gặp thẳng mặt nói là dạ, gặp thẳng mặt luôn. Hồi xưa là hồi đó lúc tụi em đâu có điện thoại. Mà Vinh ơi, hai Phượng nào dữ hơn? Lúc đó em cũng không biết ai dữ ngay. Rồi lúc đó em trả lời sao Phượng? Dạ, em mới nói là bây giờ do Vinh thôi, chứ em thì không biết. Dạ, tôi đâu có biết. Bây giờ do Vinh, bây giờ muốn gì thì phải chờ Vinh. Ví dụ Vinh chọn ai vậy đó. Dạ. Sau đó Vinh có ông đào hoa dữ dội gì đó hả trời. Rồi sau đó rồi ba người có ba mặt một lời không? Không, lúc đó em tự đứng ra giải quyết.
À lúc đó là có em luôn hả? Không, lúc sau này. Sau đó đúng không? Em giải quyết sao? Em kể cho Vinh nghe. Rồi Vinh giải quyết sao? Thì em lên em nói thì mình không có hợp với nhau rồi thôi, mình chia tay vậy thôi. Nói với Phượng kia đúng không? Dạ. Nhưng mà Phượng kia có nghe liền không hay là cũng còn làm giữ thời gian rồi mới thôi? Thì nói chung thì lúc em nói thì trước đó thì em cũng đã quyết định rồi. Là em cũng lánh mặt, em không có tiếp xúc nữa, không có ấy nữa. Rồi sau đó là hai bạn chính thức quen nhau? Dạ. Có cái gì trắc trở không? Có xa nhau gì không? Hay là có chia tay gì không? Có đi có yêu xa không hay là vẫn đó, dạ 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 không, cái không? Hai chồng thì nói chung cái chuyện tình cảm cũng may mắn lắm. Anh chị biết chỉ có thời gian từ lúc quen tới lúc cưới là chỉ vỏn vẹn có 6 tháng thôi. Ủa vậy đó hả? 6 tháng. 6 tháng thôi. Nghĩa là 20 là đã bắt đầu lên xe huê rồi phải không? Dạ. 21. Dạ, 21 lên xe huê rồi đó. Dạ, nhau lúc 20 tuổi. Rồi là quen 6 tháng sau là để lên xe hoa đó. Là nó sẽ rơi vào cái tuổi 21. 20 tuổi rưỡi. Rồi hai vợ chồng là coi như là có phải đi xa hay là có làm ăn, có phải đi xa không hay là vẫn ở bên nhau? Dạ có. Có lúc nào yêu xa không? Dạ có. Là lấy rồi á? Dạ rồi. Không, chưa lấy. Lúc quen thì ông xã em đi Đắk Lắk để làm. Dạ, sửa xe ô tô đó. Phải đi vô Đắk Lắk để sửa xe. Dạ, rồi cái lúc đó cái như em có bà thứ 9 ở bên Pháp mới nói là dắt về gả chồng cho em. Dạ, dắt chồng về gả cho em. Dạ, chồng Việt Kiều đó. Dạ, rồi ba mẹ mới nói như vậy. Thôi, ba mẹ chỉ có mình con là con gái. Bây giờ ba mẹ thấy Hiền Vinh cũng được, thôi bây giờ nói nó đi, nếu mà thương con thì lên ba mẹ gả cho ba mẹ không muốn phải gả con đi xa đó. Thế là em gọi điện cho Vinh, mẹ anh Vinh. Dạ, em mới nói là thôi có ba mẹ nói vậy, có thương thì vậy, cứ thương còn không thì thôi. Lúc đó Vinh dạ. Sao nhưng mà lúc em đó nói với Vinh là có Việt Kiều Pháp về. Dạ có em. Rồi là lúc sợ chưa đúng không Vinh? Rồi lúc đó đang làm cho người ta ở trên cái xưởng đổ đó anh, mà cách ở ngoài thành phố Buôn Mê Thuột tới 40 cây số rừng á, thì nghe điện nhắn lại vậy á. Cái đêm đó em làm đêm luôn, làm cho giờ xong 3 giờ sáng là tới 4 giờ sáng em bắt xe em đi về đây luôn. Mà mất siêu, vợ sao đúng không? Siêu phách lạc luôn chứ. Rồi. Dạ. Đó. Ôi ơi, rồi sao? Ủa nhưng mà khoan, để em hỏi cái là nghe là 6 tháng có nghĩa là cái là các bạn là ở yêu xa là khoảng bao lâu thì mới anh dạ, mới về? Dạ có 1 tuần 10 ngày thôi. Tuần. Dạ. Mới 1 tuần mà bà đã bị âm rồi. Có nghĩa là chưa được đủ 6 tháng luôn á. Dạ nói chung thì cái cách mặt á thì đi làm xa thì không có bao nhiêu lâu hết. Con tuần thôi. Tại vì ngồi ở xóm trên, ngồi ở xóm dưới đi xe đạp lên là tới gặp rồi. Nhưng mà sau khi mà về rồi á là nói ba mẹ, là ba mẹ có qua hỏi liền không? Dạ có. Rồi là cưới luôn. Dạ. Rồi thì đó là suôn sẻ luôn đó. Dạ. Từ lúc đó ơi, cho đến lúc cưới là hai bạn có tới đâu? Nghĩa là hai bạn có vượt rào không? Không có nói tới vượt rào mới mắc cười. Lúc trước trước đó thì trước khi đám cưới một tuần, đúng một tuần thì hai chồng đi giống như hưởng tần trăng mật vậy đó, định là vượt rào đó như anh nói đó. Thì vũ nguyên một đám bạn bè hai bên luôn rồi cùng nhau kéo xuống Cần Giờ, mà còn có một tuần nữa đi xuống Cần Giờ nắng rồi tắm biển về cái hải dài ba lột hai bên. Rồi cái đi về tới đó cái thấy thôi không biết sao đám cưới làm sao mặc sơ ghi khoe áo rồi. Rồi cái bắt đầu mới có nhờ bạn bè người này chỉ người kia chỉ đắp nha đam đắp đồ để cho kẹp lành ra làm cô dâu. Mà lạc đề luôn á, nãy giờ kể chuyện lạc đề luôn. Không đó. Thì ta nhưng đang mà muốn hỏi nè. Cái lúc rào mà đi vượt cái lúc mà tính đi Cần Giờ trăng mật là có vượt rào chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Tự lý do là tại vì bị cháy cái da rồi. Dạ không. Rồi tuột mút hay gì? Đi đông lắm. Không. Ồ, cái lúc đó đi thì chưa có lột da. Thì bởi vậy tắm biển về mới bị. Thì tắm biển về đó là về tới chiều là thấy là nó đỏ da rồi. Nhưng là mà tuột mút á. Nhưng mà cái chuyến đó là có ý định không Vinh? Dạ có. Thì đã sắp xếp mình đi về thấy da bá đỏ quá đúng không? Tuột mút luôn. Lo không biết sao mặc áo cưới. Nhưng mà em biết không? Em biết là ổng có ý định đó không? Dạ không. Tự gì chỉ nói là đi chơi rồi này kia, đi đông lắm mà. Thì em đâu có suy nghĩ là đông như thế. Tự gì từ lúc quen cho tới khi cưới nha, là vợ chồng em đi chơi lúc nào cũng có cháu,
hoặc là bạn rất là đông chứ không bao giờ mà được là lý do nữa đó. Dạ, không bao giờ mà được hai đứa đi riêng hết trơn á. Tại vì nói chung là em cũng sợ. Thì ba mẹ em ngày xưa là thanh niên xung phong, cho nên là rất là khắt khe. Thì ba mẹ em nói là đi chơi cẩn thận rồi này kia, thì lúc nào em cũng đi có bạn có bè hết á. Dạ. Nhưng mà lúc có bao giờ cặp, giống như cái cặp mà trước á, ba mẹ ham á đi mà mà coi như là để cho nó hả mà kêu mà đụng vô đó he. Mất đời gái. Mất đời con gái đó he. Là gặp thằng sao nó quánh cho chết chóc luôn á. Nó quánh chết sống luôn. Nhỏ sợ, sợ luôn. Dạ. Lấy cái đó về mình dạy con mình á. Dạ. Đúng nghe nè, nhưng mà có bao giờ đi chơi với ổng mà ổng có ý định là ổng có một ý đồ thăm đen mà ổng bộc phát không? Vừa cào đó. Ý ổng có ý đồ là ổng có dê mình không? Cũng có rủ. Rủ sao đâu? Dạ, giống như là rủ đi uống cà phê. Mà cà phê thì cà phê gọi là cà phê chòi đó. Dạ, cà phê chòi. Mà hên là cái lúc đó em cũng rủ thêm hai người bạn, một người tên Xuân và một người tên Viên. Hai người đó cũng quen nhau. Dạ, em cũng rủ đi chung luôn. Rồi, không làm ăn gì hết. Dạ, thì ông xã em không biết. Tới cuối cùng thì vô đó là bốn người rồi. Dạ. Chà, cục hứng quá ha. Uống cà phê thôi. Cục hứng. Uống cà phê thôi. Nhưng lúc đó còn nhỏ mà. Dạ. Mới có 20 thôi chứ nhiều. 20, 21. Dạ. Ủa, như vậy là các em cưới nhau được bao nhiêu năm rồi? 20. Dạ, 20 năm. 20 năm đó. Nhưng mà sau khi cưới thì cuộc sống nó có vất vả không em? Dạ, đa số là chỉ là kinh tế. Dạ, tự vì hồi xưa giống như là em với ông xã thì cũng chưa có chắc về cái công việc. Dạ, hồi xưa thì em làm tiệm tóc. Dạ thì nó cũng bắp bên. Dạ ông xã sửa ô tô. Là ủa là Vinh sửa ô tô từ hồi trẻ luôn á hả? Dạ thì em năm có em tốt dạ năm em tốt nghiệp năm 98 bên Cao Thắng là anh em làm là đi làm luôn. Dạ là ra đi làm lên trên BBK Biên Hòa làm được 4 năm. Mà sao em sửa ô tô mà sao giờ chuyển qua sửa xe máy vậy? Hả? Nặng quá. Dạ thì mình cũng vòng vòng kết cấu vậy thôi. Rồi các em có mấy đứa? Dạ hai. Hai đứa đúng không? Dạ. Đứa lớn nhiều, đứa nhỏ nhiều. Dạ đứa lớn 19, đứa nhỏ 9. À. Dạ. Là cuộc sống thì nói chung là nó có khó khăn vì các bạn nhỏ không? Nói chung con em thì cũng ngoan lắm. Hai đứa cũng biết nghe lời cũng này kia lắm. Dạ. Con khỏe mạnh hả? Dạ. Không, thằng lớn thì nó bị thận hư, hội chứng thận hư. Dạ. Rồi vậy là tiền không đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó là hai đứa mới có 21 tuổi. Mà vậy là có bầu liền á, cưới xong là có bầu luôn đúng không? Dạ một năm sau đẻ ra. Năm dạ. sau. Đang bé 19 rồi. Nhỏ 19 rồi đúng không? Dạ. Năm sau mà lúc nào là nó bị coi như hội chứng thận là tụi em phải là tốn tiền tốn bạc lắm cho đến lúc mà nó mấy tuổi thì nó mới đỡ. Dạ lúc 3 tuổi bắt đầu là anh ta bị. Dạ tới lúc 14 15 tuổi thì mới là đỡ hơn thôi. Là trong suốt cái thời gian đó chắc đi chữa trị rồi nhiều lắm em. Cứ ở trong bệnh viện Nhi Đồng 2 nhiều hơn là ở nhà. Đúng rồi. Thật là mệt mỏi lắm. Dạ. Bây giờ là cháu khỏe rồi sao? Dạ bây giờ khỏe, bây giờ 6 tháng đi khám, tái khám một lần. Dạ. Bác sĩ bảo tình hình của bạn như thế nào? Dạ khỏe. Dạ. Thôi chúc mừng em ơi. Chúc mừng. Mà đứa nhỏ thì ổn đúng không? Dạ đứa nhỏ ổn. Nghe để mừng phụ nghe. Dạ. Rồi, gì nữa đây? Thôi giờ trời, qua cái kia đi, qua cái vụ mà kể xấu nhau đi. Đó, đó. Ông có tật xấu gì không? Nhìn ông hiền khô, ông có tật xấu gì không? Dạ, nói chung là tật xấu nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà em cũng hy vọng là sửa đổi giùm em. Thì ăn uống đi, ví dụ em đi làm 3 giờ về, không ăn đâu. Chờ đến đi mà em đi làm về mới ăn. Phải có vợ về ăn mới ngon đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ. Làm gì tới 3 giờ chiều hay 3 giờ sáng? 3 giờ chiều. 3 giờ chiều, dạ. Là không ăn trưa mà chờ tới 3 giờ chiều mới là ăn trưa của em á. Dạ. Nhưng mà cái công việc sửa xe chị biết không, nó mệt lắm luôn á. Mà vậy hoài luôn hả? Dạ thường xuyên luôn. Có khi nào về tới 5 giờ mà ổng vẫn đợi tới 5 giờ hả? Dạ cũng có luôn. Trời ơi, có nghĩa là cứ phải chờ vợ về ăn nó mới vui. Bởi vì người ốm nè, cái phọt này phải thương chia cho anh Thuận đỡ á. Thiệt luôn ha. Nghe Thuận đó giờ, hồi đó giờ chắc đâu có lén phén mèo mã gà đồng gì đâu đúng không? Dạ không. Nhưng mà giống như đi đường á, nhìn gái nhìn đắm đuối lắm. Dạ nhìn mà đang chở em nha, ở đằng sau nha, mà nhìn người ta mà ủi cái xe luôn. Ôi trời ơi, vậy luôn á. Dạ. Trà, rồi lúc đó em sao, em phản ứng sao? Ôi em nói trời ơi, cái gì vậy. Trời ơi, tôi này đằng sau nè. Chưa chắc người đó mà hơn tôi nữa, mà sao không nhìn tôi mà liền. Dạ, cái nói không thấy quen nhìn thôi. Dạ. Chắc nhìn người quen đó. Mà nhìn người đẹp ra người quen không à. Dạ đó. Người quen toàn người đẹp. Người quen toàn người đẹp. Đó. Rồi có tật xấu gì nữa không? Dạ. Ở dơ một cây.
Hôm mai tao dần thử sửa xe mà, dần sửa xe mà chị ơi, dầu nhất mà bám dữ lắm. Ý là mình đừng nói là trong cái chuyện mà nhìn con gái á, dạ. Với lại cái ở dơ á, thì mình xếp ở dơ vô là tật xấu đi. Còn nhìn con gái biết sao không? Đàn ông phải nhìn đàn bà. Chứ giờ nhìn đâu đàn ông bạn đang chung rồi. Ờ, chứ không nhìn đàn ông là mệt thêm á, tự nhiên nhìn đàn ông, tự nhiên nhìn đàn ông. Trời chết luôn á, bây giờ tụng xe luôn là mệt luôn á. Đúng không? Dạ. Đó là tự nhiên tới 40 tuổi, tới 40 tuổi tự nhiên mất chồng. Trời ơi, tự nhiên một ngày phát hiện cái váy của mình sẽ mất. Ôi, ông chồng mình lấy. Đó. Còn sao nữa nè, có cái gì xấu nữa nè? Nói chung là từ lúc mà em lấy Vinh là 20 năm rồi, nhưng mà em thấy Vinh là nói chung hoàn hảo lắm. Chỉ có một cái là Vinh rất là hiền. Em không gây gổ với Vinh, nhưng mà em chỉ gây gổ với Vinh là vì gia đình Vinh thôi. Chứ còn lại là hai tụi em là không có, dạ tụi em không có xích mích gì hết. Toàn là gây lộn gì, gây gổ vì gia đình thôi. Vì gia đình là sao? Vì Vinh ở chung với cô, với bác, với ông nội, không có mẹ đó, mà lúc nào cũng để cho em bị ăn hiếp hết trơn. Em khóc mà khóc gì gia đình của Vinh không đó. Cô bác đồ này kia. Nhưng mà bây giờ chứ hả? Dạ bây giờ em đã ra riêng. Dạ. Thôi, vậy cái chuyện buồn nó cũ rồi, cũ rồi. Quên đi. Dạ. Không có nhắc tới đúng không? Chơi qua năm cũ luôn. Ừ, qua luôn, qua 2020 bác. Hiền như vậy nè, thương vợ nè. Chắc chắn là chắc cũng thương con lắm đúng không? Dạ. Thương mà có chiều không? Chiều một cây luôn. Chiều một cây luôn hả? Trời ơi. Mà chiều, có một... con, chiều thằng con trai hay chiều đứa con gái? Hai đứa luôn. Chiều luôn hả? Dạ. Chỉ có một mình em là phù thủy thôi. Dạ. Okay, ở nhà cũng có ông tôi bà giống. Ừ, đúng rồi đó. Cũng có người giữ người hiền. Dạ. Để còn dạy nó chứ chấp nhận đi. Chấp nhận cho ba nó là ông bụt đi. Để mình là phù thủy. Dạ. Chị ở nhà chị cũng là phù thủy đó. Nó nghe chắc có lẽ là chắc cưng nhỏ con gái. Dạ đúng rồi. Hơn chút xíu đúng không? Dạ. Cưng lắm luôn. Con gái có bao giờ mà tác động lên cái thói hư tật xấu của ba gì không? Dạ có. Giống như trước á, Vinh cũng mê chơi lắm. Đi chơi bạn bè đồ này kia đó. Quên giờ về thì con gái cũng có nhắc một hai lần. Lúc đó con gái 3 tuổi nha. Nhậu đồ này kia, con gái nói bố ơi, nếu mà bố nhậu bố xỉn á, bố có mùi rượu con không cho bố hung. Từ đó bỏ luôn. Trời ơi. Đáng yêu vậy trời. Dạ. Trời ơi. Như vậy là cô ấy là có tiếng nói nhất trong gia đình đó. Dạ, rồi bây giờ á là đi đâu không cần biết. 5-6 giờ là Vinh phải về. Tự vì con gái về không thấy là gái đi học về đó. Dạ, là gọi. Bố ơi con muốn bố, bố ơi con muốn bố. Trời ơi sao giống bí ngô á. Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Là phải về. Là phải về dạ. Rồi. Không là nãy giờ kể cho thấy toàn là những cái tính. Vậy là giờ có muốn thay đổi gì không? Giờ có muốn Vinh thay đổi gì không? Bớt hiền hả? Dạ ôi, thôi cứ vậy đi. Ôi, đừng để em ăn hiếp nhiều tí. Trời ơi. Dạ. Em muốn thay đổi gì không? Hay để y vậy thôi? Dạ thôi để y đi. Ừ. Tụi gì nếu mà để y vậy em kèo trên. Dạ. 20 năm rồi. Dạ. Dạ dạ. Thì đàn bà ta cũng phải tính toán chứ. Rồi bây giờ gió đổi chiều quá Vinh nó Vinh tật xấu của cô ấy là những gì? Em không có đâu hả? Thì theo em thì vợ em thì tật xấu cũng không có gì, nhưng mà chỉ có cái xấu nhất cũng không phải là xấu nữa, nhưng mà có cái là hay mua đồ nhiều. Mua đồ. Thì một cái món đó em ví dụ như một cái áo đó đó, cái một cái cùng một cái kiểu đó mà có thể mua 4-5 lần được. 4-5 lần cùng một màu hay dạ, là cùng nhiều một màu, cùng một mẫu, cùng một cái áo như vậy mà mua 4-5 áo. Dạ thì... Ủa, là em thích cái loại đó là em giống muốn như là hoài đúng không? Giống như là nghiện mua vậy. Không phải là thích, nhưng mà ví dụ cái món đồ như cái món vật gì mà thấy không cần thiết mua cũng mua, mà cần thiết cũng mua. Chúng là giống như thôi. Là nghiện mua sắm. Nghiện mua sắm online. Cái này mệt lắm Ê, có bao giờ bị đồ kém chất lượng không? Dạ có. Nhiều không? Dạ nhiều lắm. Mua về không xài được, bỏ qua một bên, cho cũng không được. Thế là đổi cũng không xong. Dạ. Anh bị dính hoài. Dạ đó. Rồi còn tật gì nữa nè? Em ơi, nhưng mà mua sắm nó mất tiền lắm, tốn tiền lắm nha em. Theo em thì chắc không có gì đâu, tại vì sống với 20 năm mà ví dụ có mình cũng chiều theo luôn. Có nóng tính không? Dạ trời ơi, nóng lắm luôn, xấu lắm, xấu. Thôi bây giờ kể đi. Xấu tiền đói lắm. Những lúc nếu nào mà cô ấy nóng tính. Đây nè, xấu đói, xấu nóng, nóng tính. Có nè, không, xấu có đói không? Nè, mới nói xong nè. Khi mà đói bụng lên rồi là chỉ biết mình thôi, là không biết xung quanh là gì. Cứ xả lả, không. Đổi trường hợp lại nghe, cổ mà ở nhà cổ không biết cổ có đợi em về ăn cơm chung được nổi không á. Đúng không? Dạ đúng rồi. Xấu đói, mà cái đó nó do cái cấu tứ bao tử. Nhưng mà buồn ngủ có quạo không?
Dạ có. Có luôn. Dễ quạo đúng không? Dạ. Lúc mà ngủ rồi là thôi đừng có kêu ghéo gì hết á, đừng làm phiền. Vậy là giờ Vinh mong vợ Vinh thay đổi cái gì nè? Dạ, em chỉ mong thay đổi là bớt mua sắm online lại thôi. Ừ, còn mấy kia là xài được hết đúng không? Dạ, mấy kia xài được hết. Nóng tính là cho nóng luôn đúng không? Chấp nhận đồ online mua về Vinh không có xài được. Dạ đúng rồi đó. Thôi anh nói nè, bớt lại. Thật ra bây giờ cái này đến anh Bin khuyên em đi. Anh bị dính nhiều lắm. Anh Bin bị dính nhiều lắm. Trời ơi, có lần tôi mua mà xài không được luôn á chị ơi. Trời ơi, chị may mắn lắm nha, em chị không biết cách mua đồ online và không bao giờ chị học cái cách mua đó cho nên đỡ lắm. Chị không có biết luôn á. Khi nào chị cần cái gì lắm mà chị nhờ Bí Ngô. Nhờ vậy mà giờ Bí Ngô nó bị ghiền đó em. Chị lo ghê luôn á, chị sợ quá. Anh nhớ nè, anh mua một cái gì đó nghe, nó là đồ điện tử. Dạ. Mua xong về xài không được, xong cái lên cái trang fanpage đó thì nó mất tiêu luôn. Dạ đúng rồi. Nó phá nó chặn mình luôn. Hay lắm. Em cũng mới bị 2 tuần trước vào 2 cái đầm. Dạ. Dạ. Không đâu xài được đâu. Rồi. Nóng tính cũng vẫn xài được. Đúng hai không? Vợ chồng cũng vẫn xài được. Hai vợ chồng đã 20 năm ở với nhau rồi. Và cái khó nhất đó chính là bạn con trai lớn của em. Dạ. Và bây giờ bé nó cũng đã ổn định rồi. Dạ. Thì thật sự đó là cái khó khăn nhất. Thì bây giờ còn cái gì nữa mà khó. Đúng không? Thôi thì chỉ mong là hai em có lúc nào cũng yêu thương nhau, hiểu nhau và cùng chung tay nhau đi đến hết cuộc đời nha. Dạ. Em cảm ơn hai em.